Hello, hello, hello cả nhà. Hôm nay chủ nhật Dung thu hoạch ớt. Mà trước khi thu hoạch ớt á, Dung quay cái này cho cả nhà xem. Hôm nay mình được có 5 chậu hẹ. Wow, nó lên đẹp quá. Mà bông hẹ nó ra một trắng đẹp quá ha. Hẹ để làm bánh hỏi. Trời nóng thì nấu canh đậu hũ như cà. Cái này là hoa sen cạn, cây lá mình nấu nước uống được luôn, cái bông á là mình cũng nấu nước uống được luôn. Hoa sen cạn mình được mấy buổi hè. Ồ, mình được hai buổi cà tím, nó có trái rồi nè các bạn ơi. Thấy thương không? Thương quá. Ồ, ồ. Cái bông đẹp không? Cái bông màu tím đẹp luôn, thấy không? Cà tím bông cũng màu tím luôn. Bữa này là Dung mới trồng năm nay nè. Mới trồng có mấy tháng thôi. Cái này đẹp quá ha. Bữa nay là câu tử kỷ. Cái này mình nghe mấy cô chú bác nói là ăn cái trái này á, sáng mắt lắm, nó giúp cho mắt tốt lắm. Rồi mấy lá uống quá ha. Vậy cái bông nó đẹp lắm nha. Cái bông nó màu tím, trái màu đỏ mà bông màu tím. Trước khi hái ớt thì Dung cho cả nhà xem ớt nước hết rồi. Dung ngồi lại Dung hái ớt. Đẹp không? Đẹp không? Bị ớt này mới trồng năm nay. Còn bị ớt này thì 2-3 năm rồi. Cứ mỗi mùa mình thu hoạch á, xong rồi mình cắt như này. Xong rồi mùa đông á, nó ngủ, xong mùa hè nó nứt lên lại. Mới vừa ốt là mấy năm rồi nè các bạn ơi. Mới vừa ốt là 20 năm rồi đó. Mình thu hoạch xong rồi cắt xong rồi mùa đông nó ngủ, mùa hè nó dậy. Thôi giờ Dung quay trái nè. Mình ngồi mình hái ớt nha. Ok, mời cả nhà cùng hái ớt cùng vô nha. Wow, ớt chín đẹp quá luôn. Nhưng trồng có mấy bữa rồi mà mình hái quá trời. Nhiều người ta trồng nhiều, người ta hái mày gì ta? Hái mình mấy ha. Mà ớt hái mình mấy thì sao được. Cái bụi này là Dung trồng năm nay, Dung không biết cây hay không. Mà nghĩ chắc nghĩ cây chứ. Ớt nào mà ớt chẳng cây thôi các bạn. Cây nào mà cây không nên vợ đâu. Luôn. Hôm nay là Dung thu hoạch ớt luôn, ớt lớn, ớt đỏ, ớt vàng luôn. Cái ớt này chắc ăn gỏi thôi, không có cay lắm đâu. Mình hái luôn. Hôm nay cũng là đầu tháng 9 rồi. Mình sẽ thu hoạch ớt cho nó xong. Đẹp quá. Lá rồi. Khí hậu buổi sáng á, nó se se lạnh lạnh đấy các bạn. Tại Dung ở Bắc Cali á, buổi sáng nó se se lạnh lạnh.
quá trời nhiều luôn. Trồng ăn mấy bụi mà hái mệt nghỉ luôn. Hái mấy, mình đứng mình hái mấy thế nè. Đứng mình hái mấy bự 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 luôn. Quá trời luôn. Đẹp quá luôn. Wow, cái này luôn. Ớt này cay lắm. Bữa ớt này trồng dở lắm. Trồng một lần là mình giữ lại mấy năm luôn. Quá rồi luôn. Thương quá luôn. Cái này ngồi gai nó đỡ, nó già để ra bông rồi thì nó rụng xuống. Ui già mờ quá, còn không mấy bụi mà quá trời luôn ra các bạn ơi. Hai mờ quá. Dung mì không ăn cay nhiều nhưng mà thích hái thôi nhưng không ăn cay nhiều. Tính chiều các bạn xem ha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Bye bye. Chúc cả nhà bình an và vui vẻ.